Thưa quý vị và bà con, gom góp chắc chiêu những đồng tiền mà khó khăn lắm mới có được, để rồi sau đó khi thì trao những suất học bổng, lúc thì tặng sách vở. Tất cả không ngoài mục đích để ngay cả những trẻ em nghèo khó cũng được đến trường. Tại thành phố Nha Trang, Covid-19 hoành hành suốt những tháng qua. Những ngày đầu năm học mới, có những nhóm phụ nữ âm thầm tiếp bước cho học sinh nghèo đến trường theo cách làm rất riêng. Và cách làm của họ đang tiếp tục được lan tỏa ra cộng đồng để không trẻ em nào phải chịu cảnh bỏ học. Mỗi lần gặp nhau, những phụ nữ không quên mang theo heo đất. Có lúc heo được cho ăn cả 100.000 đồng, nhưng lắm khi chỉ vài ngàn đồng. Nhiều hay ít thì ai cũng cố tích góp. Cả 17 chi hội phụ nữ ở phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang đều nuôi heo đất tiết kiệm. Đây như là của để dành. Và rồi trước năm học mới, số tiền tiết kiệm từ heo đất được trích ra để trợ giúp những học sinh nghèo khó. Gia đình này chạm đáy nỗi buồn đau. Người cha bệnh ung thư quái ác, người mẹ cũng ngã bệnh, không đi lại được. Nhiều năm trước, gia đình đã có ý định cho con nghỉ học. Năm nay, Bảo Châu học lớp 8, dịch bệnh khó khăn, em không biết mình sẽ còn được đi học bao lâu. Gửi những món quà là đồ dùng học tập, trao những khoản tiền được những phụ nữ tích góp, và trên cả là những lời động viên. Hỗ trợ thường xuyên cho các cháu như về sách vở, tập bút đi học, hoặc là những cái nhu yếu phẩm là giúp đỡ thêm cho gia đình có em hoàn cảnh khó khăn á. Cùng với nuôi heo đất tiết kiệm tiền, những phụ nữ ở phường Vĩnh Hòa xây dựng mô hình cặp lá yêu thương. Cứ mỗi phụ nữ có điều kiện thì lại kết nối với một phụ nữ khó khăn, tựa như một cặp lá để rồi lá lành đùm lá rách. Bà Hạnh cùng với mẹ của Bảo Châu là một cặp lá yêu thương, giúp nhau từ miếng ăn hàng ngày đến chuyện học hành của con cái, cốt sao những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi như Bảo Châu không phải bỏ học. Tại hoàn cảnh của họ thật sự khó khăn mà, thì mình cũng cố gắng để mà mình giúp đỡ những cái hoàn cảnh như vậy. Sự quan tâm của mọi người tốt như thế thì mình cố gắng vượt qua những này, bởi vì là nhiều lúc nghĩ là không ai muốn như thế đâu. Khi thì nuôi heo đất, lúc thì gây dựng cặp lá yêu thương, cứ thế sẽ chia lan tỏa trong cộng đồng. Sẽ chia bắt đầu từ những phụ nữ luôn coi việc tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường như là việc của chính mình.